Hôm nay tôi đi du lịch lên xã Bạch Đằng của thị xã Tân Uyên. Vô tình tôi đi qua cái sân gôn này mà đẹp quá. Tôi hôm nay chỉ mục đích là đi lên thị xã Tân Uyên có chút việc. Thế và tôi có qua cái xã Bạch Đằng, là một xã nổi tiếng về bưởi, bưởi da xanh, bưởi coi như da bóng, bưởi bưởi coi như hồng đào. Tôi đi qua cái sân gôn của sân gôn của xã Bạch Đằng, mà không biết chủ đầu tư là một đơn vị chắc của nước ngoài. Nhưng mà tôi thấy cảnh người ta làm đẹp quá, những cái thảm cỏ nó trồng xanh biếc, các bạn nhìn thấy mát mắt này, suối này, những cái đồi cát này, những hàng dừa này, những hàng cây này, và chim chóc là coi như là với níu no hót, và dưới sông là cá bơi nổi. Và thật sự là đúng là những người có tiền, tôi thấy họ thật là sướng đấy, họ coi như là được đi chơi vào những ngày thứ bảy chủ nhật. Những cái bộ môn rất gọi là quý tộc á, mắc tiền đấy, là chơi gôn. Mà nghe được biết là những cái bộ môn này thì không hề rẻ tiền. Chẳng như gôn Long Thành nghe nói là mua cái mức phí là 42.000 đô mà cho 50 năm, mà cách đây là tôi biết là cách đây khoảng 2 năm 2010, năm 2016 thì không biết mức phí nó có lên không. Và cái sân gôn này thì đúng là thật sự là họ đang mở rộng, họ mở rộng một mấy, đi qua chục cái đường chính của xã Bạch Đằng. Từ xã Bạch Đằng thì từ cái cầu ở vào xã đấy, là nó từ cái cầu của xã vào là nó khoảng, tôi đi chắc cái khoảng 10 km mới hết được, mà cái nó hình vòng thúng. Tôi đi từ đầu cầu vào, tôi đi vòng qua vòng lại lại ra đúng chỗ chỗ cầu mà dẫn từ thị xã Tân Uyên, phường Uyên Hưng ấy, để vào coi như là xã Bạch Đằng. Và tôi đi thì tôi thật đi thấy nó bưởi rất là nhiều vườn bưởi, nhưng mà tôi cũng không đi hành tại, tôi chỉ đi chơi những vườn trôm trôm. Nhưng mà đến đây thì tôi thấy là cái sân gôn này quá đẹp, cho nên tôi dừng xe máy lại, và tôi dừng xe lại và tôi có những cái chụp hình, tôi ghi hình lại, và cái này tôi sẽ sân gôn này thì chắc tôi cũng phải học đánh gôn thôi. Nó đẹp quá, cái không khí nó mát mẻ, nó trong lành thế này. Đó. Không khí mát mẻ trong lành. Wow, nó đẹp quá trời đẹp. Phải nói này, người ta tạo ra được những cái sân gôn quá đẹp. Những cái bãi cỏ. Quá đẹp luôn. Wow, đẹp quá. Chắc là tôi phải đi một vòng. Ôi, các bạn thấy đẹp không? Wow, tôi đưa cao máy lên nhìn soi những cái thảm cỏ tôi trồng này, cái những bàn tay của người khác của tự nhiên này. Đây là cỏ của tự nhiên đấy, cỏ của tự nhiên thì nó khác, còn cỏ của bàn tay của người khác, những cái dòng suối, những dòng sông uốn lượn, cái thảm cỏ xanh mướt mát, những cái coi như hàng dừa xanh đấy. Tôi thấy là nó tuyệt vời quá các bạn này. Wow, sao mà nó đẹp như thế này. Nếu mà ta được đi hết thì nó sẽ là như thế nào. Khuôn viên này tôi không biết nó bao nhiêu chục hecta, nhưng tôi nghĩ chắc cũng không dưới một vài chục hecta đâu. Vì đã là sân gôn rồi thì diện tích nó phải lớn. Tôi không biết sân gôn này bao nhiêu lỗ, thường thường nếu tôi được biết là đánh 9 lỗ rồi. Sân gôn là phải hết 14 tiếng rưỡi. Nếu đánh 10 sân gôn 18 lỗ thì bạn phải hết nguyên ngày. Đấy. Quá đẹp, đẹp quá. Wow, quá đẹp. Thì đây là những cái cát này dành nhá, tại ngô đánh ngô đây sao đây, mình chưa có dành chơi cái này, nhưng mà mình cũng hy vọng cái gôn đẹp thế này thì mình phải đi học đánh gôn. Wow, sao nó đẹp thế này. Đúng này. Các bạn thấy người có khác không? Mấy cảnh khác rồi thì nó đã đẹp lắm rồi. Cái dòng sông uốn lượn, cá bên dưới này vào đây. Người thì đánh gôn, người đi câu cá. Ta xuống đây này, những cái dòng suối có cá, các bạn sẽ được coi những dòng suối có cá.
thật là mát mắt, thật là đẹp. Phải nói là tuyệt vời, very happy, rất hạnh phúc. Vì được ngày hôm nay đi đây, không bỏ một cái buổi chiều. Và thời gian tôi đi đến xe Bạch Đằng này, và vào cái sân gôn này. Đây là cái dòng suối này, đây là các nhìn để theo tự nhiên này, không có không tả được, không cho nên được. Những người có tiền thật là sướng, thật là hạnh phúc khi mà có tiền để đi đánh gôn, để mà chơi gôn, trồng dòng cát như vậy, bao nhiêu tiền để đem ra đến đây chứ đâu phải đùa đâu. Rồi tôi sẽ quay tập này bảy phút, tôi sẽ tiếp tục đi chia sẻ với các bạn đẹp như thế này. Nào, đây là những cái cây dừa. Chắc cũng trồng được mấy năm thôi, khoảng 3 tuổi gì đó thôi. Bên kia là những dòng sông. Nắng chiều rất là đẹp. Đẹp quá. Các bạn thấy có đẹp không? Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Ngày hôm nay cũng là ngày đặc biệt, ngày bầu cử Quốc hội. Đó, nghe đài phát thanh của xã Tân Uyên thì nó lại xã Tân Uyên là 79% đi bầu. Vậy nó là mừng cho xã, cử tri rất là ngoan, rất là hiền, rất là tích cực đi bầu. Tôi cũng rất là quý cái xã này. Xã này nổi tiếng về cái bưởi da bóng đấy, bưởi hồng đào. Bây giờ bà con đang chuyển dịch cơ cấu nó trồng ra bưởi da xanh. Rất là ngon, lấy tôi có mua một trái rất là ngon, 50.000 trái rất là ngon, 1,4 kg